Thánh Cát Tư Hãn từng một thời thống trị mọi vùng đất từ Thái Bình Dương đến biển Caspian. Sinh thời, Thánh Cát Tư Hãn đã thực hiện nhiều cuộc chinh phạt thành công khắp châu Á cho đến vịnh Ba Tư, góp phần mở rộng bờ cõi lãnh thổ Mông Cổ. Tại mỗi vùng đất mà vó ngựa của Thánh Cát Tư Hãn đi qua đều lưu lại dấu ấn của nhà cầm quân xuất chúng này. Thánh Cát Tư Hãn bị nhiều dân tộc coi là hiện thân của sự tàn bạo, nhất là từ Trung Á, Đông Âu và Trung Đông, là những nơi từng bị quân Mông Cổ thảm sát hàng loạt. Theo ước tính, đội quân của Thánh Cát Tư Hãn đã giết hơn 40 triệu người tại các lãnh thổ mà họ xâm chiếm. Nếu như câu chuyện quá trình sáng lập ra đế chế Mông Cổ của Thánh Cát Tư Hãn được sử sách ghi lại rất rõ, thì cái chết của ông ta vẫn còn nhiều bí ẩn. Vào năm 1277, Thánh Cát Tư Hãn khi đang cùng quân đội của mình sắp giành chiến thắng trước nước chư hầu Tây Hạ đã đột ngột qua đời. Tương truyền rằng Đại Hãn đã căn dặn trung thần của mình không được tổ chức bất kỳ hình thức tuẫn táng nào, phải bí mật vận chuyển thi hài của ông về chôn cất tại lăng mộ ông đã cất công xây dựng. Hơn 700 năm về trước, lăng mộ của Thánh Cát Tư Hãn đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các thợ săn kho báu và toàn thể nhân loại. Sau khi Thánh Cát Tư Hãn nằm sâu dưới lòng đất, 10.000 con ngựa đã được điều đến chạy qua chạy lại để san bằng ngôi mộ. Để bảo toàn tuyệt đối sự an toàn cho cố hoàng đế, các tướng lĩnh và 800 binh lính canh giữ lăng mộ theo lệnh đã giết hơn 1.000 công nhân xây dựng nên công trình này. 800 binh sĩ này cũng một lòng thề, quyết giữ im lặng về vị trí lăng mộ và sẽ đem bí mật đó chôn giấu xuống nấm mồ. Để người nhà của Đại Hãn dễ dàng tìm thấy lăng mộ để thăm viếng, vị tướng chôn cất Thành Cát Tư Hãn đã giết một con lạc đà trên mộ, vẩy máu xuống đất để những con lạc đà khác dẫn đường thông qua mùi máu đồng loại và cử kỵ binh bí mật canh giữ mộ ngày đêm. Những người lính này sẽ không được bỏ đi khỏi vị trí cho đến khi cỏ mọc xanh lên phần lăng mộ, biến nó trở thành thảm cỏ bình thường như các khu vực xung quanh. Chính sự bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt như vậy mà lăng mộ Thành Cát Tư Hãn suốt hơn 700 năm nay vẫn là một bí ẩn to lớn với nhân loại. Nhân gian truyền tai nhau rằng lăng mộ Thành Cát Tư Hãn có chứa kho báu khổng lồ nên rất nhiều người trên khắp thế giới hàng trăm năm nay vẫn không ngừng tìm kiếm lăng mộ của Đại Hãn, song kết quả vẫn không thu thập được gì. Thời gian gần đây, các chuyên gia Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc khai quật chuyên sâu tại các khu vực Mã An Sơn ở An Huy, Bảo Định, Thừa Đức, Trường Gia Khẩu ở Hà Bắc. Trong đó, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra tại một ngôi làng trên núi nhỏ có ẩn chứa 7 điều kinh ngạc. Rất có thể đây chính là manh mối để khám phá ra lăng mộ Thành Cát Tư Hãn. Vào những năm 1960, khi địa phương đang tiến hành xây dựng đất đai, họ đã tìm thấy trong ngôi mộ làng cổ mang phong cách phương Tây hàng trăm bộ thi hài nằm dưới lòng đất. Các chuyên gia của Ủy ban Văn hóa phỏng đoán rằng rất có thể đã có hàng chục nghìn bộ xương đã được chôn cất tại đây và có một lăng mộ rất lớn nằm bên dưới. Theo những tài liệu lịch sử, vào năm 1271 thời nhà Nguyên, có một công trình lớn đã được xây dựng, cách khu vực chôn cất nhiều bộ xương này khoảng 30 km. Một câu hỏi nữa được đặt ra là tại sao nhà Nguyên lại phải tránh địa phận này? Phải chăng đây là lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn và cận thần trung thành nhất của Đại Hãn đã quyết tâm bảo vệ sự toàn vẹn tuyệt đối lăng mộ chủ nhân? Manh mối thứ hai. Bí ẩn thứ hai trong 7 điều kinh ngạc nằm ở vùng đất phong thủy và bản đồ cung hoàng đạo của Hoàng đế. Mã An Sơn có địa hình quay về phía Bắc và Nam, hai bên được bao quanh bởi các ngọn núi to lớn, nhìn từ xa chúng như chiếc ghế khổng lồ bao bọc Mã An Sơn ở giữa. Sở dĩ Mã An Sơn có tên như vậy là bởi hình dáng của nó trông như một con ngựa đang cúi đầu uống nước. Đằng sau có một con ngựa con, hàm ý chỉ về một tương lai tươi sáng và sự phát triển phía sau. Những người dân Mông Cổ sống trong đế quốc du mục lớn nhất lịch sử coi ngựa chính là con vật bất ly thân của mình trong cả đời sống sinh hoạt và chiến đấu. Phải chăng vì nguyên do này mà Thành Cát Tư Hãn đã chọn vùng đất trải dài cỏ xanh này làm nơi yên nghỉ vĩnh hằng? Manh mối thứ ba. Không dừng lại ở đó, vùng đất Mã An Sơn còn khiến các nhà khảo cổ không ngừng kinh ngạc. Phía đông nam của Mã An Sơn xuất hiện nhiều dấu vết của mỏ đá và nơi khai thác đá ngay bên cạnh, cùng đó là những dụng cụ nấu bếp đơn thuần. Các nhà khảo cổ học cho rằng đây có khả năng là nơi sinh hoạt hàng ngày của thợ khai thác đá, chính là vật liệu xây dựng lăng mộ Thành Cát Tư Hãn. Manh mối thứ tư. Tầng lớp quý tộc Mông Cổ thời nhà Nguyên có tập tục chôn cất rất đặc biệt sau khi qua đời, đó là phần thi thể sẽ được cho vào quan tài gỗ, chôn xuống huyệt và bầy ngựa sẽ săn phẳng phần đất đó không có bia mộ. Năm 1930, gần Mã An Sơn, người ta phát hiện ra một ngôi mộ cổ của triều đại nhà Nguyên gồm 3 quan tài đặt cạnh nhau. Theo nghiên cứu, các chuyên gia cho biết
Ba người chết bao gồm một nam, hai nữ. Người nam chính là con rể của Hốt Tất Liệt. Hốt Tất Liệt thì là cháu nội của Thành Cát Tư Hãn, đồng thời là người sáng lập ra triều đại nhà Nguyên. Hai người phụ nữ còn lại đều là vợ của người này. Sự việc này cho thấy các quý tộc Mông Cổ xưa đã chọn vùng phụ cận Mã An Sơn là nơi quan trọng để chôn cất. Manh mối thứ 5. Vẫn xuất phát từ Mã An Sơn, bí ẩn tiếp theo là ngôi đền Sri Long, tọa lạc trên núi. Theo sử liệu, năm xưa, một vị đạo sĩ giai đoạn giao thời giữa nhà Kim và nhà Nguyên, tên là Khâu Sứ Cơ, đã tu luyện trên ngọn núi Sri Long. Trong triều đại nhà Nguyên, Khâu Sứ Cơ từng giữ địa vị rất cao và được Thành Cát Tư Hãn hết lòng sủng ái. Các đệ tử của Khâu Sứ Cơ đã từng xây dựng 4 ngôi đền đạo giáo ở Trương Gia Khẩu. Ngọn núi đá Sri Long trên Mã An Sơn còn có một tảng đá rất lớn. Trên mặt đá cổ, chạm khắc bàn cờ với các quân cờ vẫn còn giữ nguyên thế. Theo nhận định của các chuyên gia, bàn cờ này rất có thể do Khâu Sứ Cơ và các đệ tử của ông để lại trong thời gian giám sát việc xây dựng lăng mộ Thành Cát Tư Hãn. Manh mối cuối cùng. Điều thần bí cuối cùng liên quan đến trận chiến khốc liệt cách đây hơn 700 năm. Vào cuối thời nhà Nguyên, tại một ngôi làng thuộc huyện Tuyên Hóa, Trương Gia Khẩu, Hà Bắc, cách Mã An Sơn 10 km về phía Nam, đã diễn ra một trận huyết chiến tàn khốc giữa quân Mông Cổ và quân Minh. Tướng quân nhà Minh là Từ Đà đã chiến đấu ác liệt với quân Mông Cổ và quân Nguyên. Dường như cả hai phe đều đã tận dụng đến những quân cờ mạnh nhất. Cuộc chiến này đã lấy đi sinh mạng của gần 1 triệu quân lính hai bên, tạo ra thảm cảnh khốc liệt chưa từng có. Sử gia và các nhà khảo cổ học trước sự kiện này đã rất thắc mắc vì sao quân Minh và quân Nguyên lại chọn địa phận này làm nơi phân thắng bại. Sau khi nghiên cứu, các chuyên gia phỏng đoán rằng có lẽ sự liều mạng của quân Mông Cổ và quân Nguyên mục đích để bảo vệ lăng mộ của cố thủ lĩnh Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn và vị trí lăng mộ được ẩn giấu ở Mã An Sơn phía sau trận địa không xa. Hơn 700 năm trôi qua, song sự qua đời cùng những bí mật xoay quanh lăng mộ và hậu duệ của ông vẫn là một dấu hỏi lớn đặt ra cho nhân loại. Giới nghiên cứu vẫn đau đầu không hiểu vì sao, tường tận được chuyện gì đã xảy ra trước và sau cái chết của vị đại hãn này. Sự tiến triển trong việc tìm kiếm manh mối hiện nay đã ánh lên tia hy vọng về một ngày không xa, hậu thế sẽ mở tung sự bí mật vượt thời gian này. Song một trở ngại thực tế và lớn hơn được đặt ra là tại đất nước Mông Cổ, Thành Cát Tư Hãn vẫn là một lịch sử được người dân vô cùng tôn sùng và kính trọng. Họ hầu hết vẫn muốn bảo toàn di nguyện cuối đời của ông trước khi tạ thế là dấu kín bí mật về ngôi mộ. Với công nghệ ngày càng tinh vi của ngành khảo cổ học, sớm hay muộn cũng sẽ khai phá ra bí mật mà 10.000 con ngựa năm xưa cố gắng che giấu. Tuy nhiên, đứng trước sức mạnh của con người, khi con cháu của Đại Hãn quyết tâm bảo toàn di mệnh của tiên tổ, thì lăng mộ của ông mãi mãi nằm sâu trong lòng đất, không bao giờ được tìm thấy hoặc công khai tìm thấy. Một triều đại đẫm máu. Sau khi đánh bại tất cả các bộ tộc Mông Cổ đối thủ vào năm 1207, Thiết Mộc Chân chính thức lên ngôi Thành Cát Tư Hãn và là vị thần tối cao của người Mông Cổ. Nhưng sự bùng nổ dân số sau đó đã khiến nguồn thực phẩm trở nên khan hiếm. Để giải quyết vấn đề này, năm 1209, Thành Cát Tư Hãn nhắm đến Trung Quốc với những cánh đồng lúa chủ phú, rộng mênh mông. Ông ta nhanh chóng chinh phục được các đế chế ở Tây Bắc Trung Quốc, được gọi là Tây Hạ. Tiếp đó, vào năm 1213, Thành Cát Tư Hãn đã xâm chiếm và hợp nhất lãnh thổ nhà Kim đến tận Vạn Lý Trường Thành. Năm 1218, đế quốc Mông Cổ lại mở rộng về phía Tây tới hồ Ba Khát và tiếp giáp với đế quốc Khwarezm, một quốc gia Hồi giáo trải dài từ biển Caspi ở phía Tây và vịnh Ba Tư, biển Ả Rập ở phía Nam. Thành Cát Tư Hãn đã gửi một đoàn sứ giả sang đế quốc Khwarezm với mục đích thảo luận khả năng buôn bán với quốc gia này, nhưng đoàn sứ giả bị giết khiến Thành Cát Tư Hãn giận dữ. Ông ta đã cho hơn 200.000 quân tràn sang để trả thù. Quân đội Mông Cổ với chiến lược và chiến thuật hơn hẳn đã nhanh chóng khiến đế quốc Khwarezm sụp đổ. Sau đó, Thành Cát Tư Hãn chỉ huy một nhánh quân tràn vào Afghanistan và Bắc Ấn Độ. Một nhánh khác do Tốc Bất Đài chỉ huy đã tiến vào Kafka và Nga. Không cánh quân nào giúp bổ sung thêm lãnh thổ cho đế chế Mông Cổ, nhưng họ đã cướp bóc và đánh bại mọi đội quân mà họ gặp. Quân đội Mông Cổ cũng chất đống đầu lâu của đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên các gò đất ở mọi thành phố mà họ phá hủy. Năm 1225, cả hai cánh quân do Thành Cát Tư Hãn và Tốc Bất Đài chỉ huy đều quay trở lại Mông Cổ. Những cuộc xâm lăng trên đã xác lập hình ảnh của Thành Cát Tư Hãn như một chiến binh khát máu, là cơn ác mộng của bất cứ quốc gia nào. Sau khi trở về Mông Cổ, Thành Cát Tư Hãn dồn toàn bộ tinh thần vào việc chuẩn bị chinh phạt Tây Hạ vì đã thách thức ông ta.
Năm 1227, Thành Cát Tư Hãn tấn công vào kinh đô Tây Hạ. Vua Tây Hạ chính thức đầu hàng Mông Cổ trong năm này. Tây Hạ bị diệt sau 190 năm.